Đan Hoàng Chiến Đế tập thứ 81. Chờ sau khi bọn hắn toàn bộ rời khỏi, quyển sách bằng da lại nổi lên từ khí nồng đậm, biến thành thàn lằn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cách bọn họ ngoài mấy chục dặm. À, hỗn đạn, thả ta ra, thả chúng ta, chết tiệt, người có bệnh sao? Nhục nhã hỗn độn tử phủ đều phải bị xử tử, người còn dám bắt cả chúng ta, buông ra, người phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Năm vị tộc nhân tử phủ bị xiềng xích quấn quanh điên cuồng giãy giụa, có người hai chân cắm ở dưới mặt đất điên cuồng muốn thoát khỏi xiềng xích, có người nằm rạp trên mặt đất hai tay nắm lấy mặt đất, có người nắm lấy cồn sắt cắm ở dưới mặt đất. Toàn thân Khương Nghị sôi trào hắc khí, ý thức cường đại khống chế xiềng xích cực lực kéo lấy bọn hắn. Hỗn đàn, khẩu vị của người quá lớn, lại muốn bắt năm người chúng ta. Một người đột nhiên bạo tạc khi xiềng xích bị vùng ra, hắn nhanh chân phóng tới, gương mặt dữ tợn lao thẳng đến chỗ Khương Nghị. Khương Nghị đột nhiên buông lỏng ý thức đối với khống chế bốn cái khác, toàn bộ ngưng tụ đến trên xiềng xích này. Bốn người đang điên cuồng giãy giụa vội vàng không kịp chuẩn bị lộn nhào đập ra. Đang phóng tới ra hỏa thì xiềng xích bỗng nhiên kéo căng, liền dắt lấy bay lên, kéo lấy tiếng kêu gào thật dài, va vào trong thiết lao cuồn cuộn hắc khí. Tên hỗn đàn ngươi! Bốn người nổi giận toàn bộ đứng lên phóng tới chỗ Khương Nghị. Khương Nghị khống chế xiềng xích quay đầu phóng tới. Bên trong bách bội cấm khu yên tĩnh rất nhanh đã hiện ra một màn khoa trương. Một gia hỏa toàn thân mang theo hắc khí chạy phía trước, bốn tên tộc nhân tử phủ cao hơn 3 mét hung hung hổ hổ đuổi theo ở phía sau. Ở giữa còn mang theo bốn sợi xiềng xích. Sau khi chạy hơn 1000 mét, Khương Nghị ngồi dưới đất kịch liệt thở hồng hộc. Bốn tên tộc nhân tử phủ liên tiếp ngồi liệt trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, toàn thân suy yếu vô lực. Xiềng xích trên người rầm rầm kéo về phía trước, dần dần kéo căng, dắt bọn hắn lướt qua mặt đất. Người chờ. Bốn người mệt đến muốt bất tỉnh, mặc cho xiềng xích kéo lướt qua bên cạnh Khương Nghị. Khương Nghị cũng rất mệt mỏi không chịu được nữa, hắn ngã chồng vó nằm trên mặt đất, vẫy tay chào hỏi cùng bọn hắn. Ý thức khống chế xiềng xích kéo từng người vào trong thanh đồng tiểu tháp. 17 tên. Khương Nghị thở hổn hển lộ ra nụ cười. Bắt bọn họ làm gì? Đàn Hoàng rất bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Không biết, chuẩn bị chẳng may có tác dụng thì sao? Sau khi Khương Nghị tỉnh táo lại, hắn đứng dậy tiếp tục tìm kiếm con mồi. À, đó là cái gì? Khương Nghị đứng trong một núi đá hoàng vu, phát hiện một mảnh bụi cỏ xanh mơn mởn. Phạm vi bụi cỏ không lớn, chỉ có 5-60 mét, nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng trong bụi cỏ có một gốc hoa nhỏ màu đỏ vô cùng đáng chú ý, tỏa ra tia sáng yếu ớt, bao phủ toàn bộ bụi cỏ, chống lại trọng lực áp chế hơn 120 lần. Xung quanh lại còn bao bọc lồng sắt tráng kiện bảo vệ bụi cỏ kia. Khương Nghị đi đến phía trước, dùng sức lúc lay lồng sắt. Chất liệu lồng sắt vô cùng cứng rắn, không nhúc nhích tí nào, mà khoảng cách các thanh sắt lại không đến 5 cm. Đừng nói là người, yêu nghĩ đều không chen vào được. Đừng vờ vớ vẩn, đây không phải là thứ người có thể đụng. Một nam tử hùng tráng từ bên cạnh gian nan đi qua, liếc mắt nhìn nơi này mà nhắc nhở Khương Nghị. Khương Nghị hỏi: là hỗn độn tử phủ bố trí ư? Bắt đầu từ bách bội cấm khu, phàm là linh quả kỳ dị đều bị hỗn độn tử phủ chiếm đoạt. Nếu ai có chú ý với chúng nó chính là mạo phạm vào hỗn độn tử phủ. Đừng nghĩ mà còn sống rời khỏi được nơi này. Nam tử chống đỡ áp lực nặng nề vừa nói vừa rời khỏi nơi này. Khương Nghị chờ sau khi hắn rời khỏi đã lật ra tàn đao, sử dụng lực lượng toàn thân, đánh một đao vào lồng sắt. Keng, thiết lao cực kỳ kiên cố chỉ để lại dấu vết. Khương Nghị lắc lắc hai tay kìm nén sức lực bắt đầu bổ ra. Thương thương thương, tiếng kim loại oanh minh đình tài nhức óc vang vọng dãy núi quanh quẩn không dứt. Khương Nghị chặt ròng rã 50 đao mới miễn cưỡng chém đứt được một cây cồn sắt. Khương Nghị ngừng lại thật lâu, nhấc lên tàn đao tiếp tục chém vào. Người đang làm gì? Hai vị tộc nhân hỗn độn tử phủ lần theo thanh âm chạy tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cao giọng giận dữ mắng mỏ. Khương Nghị đầu đầy mồ hôi quay đầu lại hỏi: trong này là linh thảo gì? Hai vị tộc nhân tử phủ tức giận không kiềm chế được. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi lăn tới đây cho ta. Khương Nghị rất nghe lời đi qua phía bọn họ. Ngươi làm gì? Bỏ đao xuống. Gia hỏa không biết trời cao đất rộng, ngươi đã phạm vào kiêng kỵ. Hai vị tộc nhân tử phủ cùng đón Khương Nghị đi qua. Thời điểm hai bên đang đối diện tương đối, toàn thân Khương Nghị bỗng cuồn cuộn hắc khí, chống lên 6 tòa thiết lao, xiềng xích bạo kích hùng hằng quấn về bọn hắn. Hai người hơi biến sắc lập tức muốn tránh, nhưng áp lực nặng nề gắn vào trên thân hành động rất không tiện.
Ầm ầm. Xiềng xích kịch liệt trùng kích cuốn lấy eo, thân cùng hai chân của bọn hắn kéo vào thiết lao. Hai người còn muốn phản kháng thì liền bị Khương Nghị đánh cho một đao mà kêu gào thảm thiết. 19 tên. Khương Nghị quay người đi tới chỗ lồng sắt trước khi trời tối, rốt cuộc cũng chém đứt 5 cái, hạ thấp người đi đến bụi cỏ. Tiền bối quen biết không? Khương Nghị nằm ngoài trong bụi cỏ đào ra một gốc nhân sâm vàng óng ánh, nhìn có chút tuổi tác, không tính sợi rễ mà đã dài hơn 20 cm. Người chú ý hình dáng nhân sâm chút, giống cái gì? Khương Nghị nhìn kỹ một chút, sắc mặt hơi biến. Rồng. Hoàng kim nhân sâm thon dài uốn lượn, mấy sợi rễ vô cùng tráng kiện, giống như là vuốt rồng. Nhất là phía trước, sợi rễ tinh mịn gom lại cùng một chỗ, ngưng tụ thành hình dáng đầu rồng, nhìn vô cùng thần dị. Dưới mặt đất nơi này tất cả đều là mỏ kim loại, tùy tiện không thể nào sinh ra hoa cỏ, phàm là mọc ra đều không phải phàm phẩm. Hoàng kim sâm hẳn là kim long sâm hiếm thấy, có thể dài đến loại quy mô này chỉ sợ phải đến mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm sao? Khương Nghị kích động đến hai mắt tỏa sáng. Đây là gốc bảo bối dược hiệu, so với tình phách hồng cự nghĩ đều chỉ mạnh hơn không yếu. Nhưng ta đề nghị người không nên tùy tiện dùng. Vì sao? Hoàng kim sâm không thể nào tùy tiện sinh ra, cũng không khả năng vô duyên vô cớ liền trưởng thành thành hình rồng. Hẳn là bên trong địa tầng đã từng mai táng qua rồng, long khí bốc lên dần dành dụm bên trong tài nguyên khoáng sản, cuối cùng ra đời kim long sâm. Nói cách khác, trong này có long khí rất mạnh, có thể sau khi mai táng với thời gian vô tận, dùng phương thức này trùng sinh, rồng phía dưới hẳn là không đơn giản. Linh nguyên của ngươi là chu tước vừa vặn, tương xứng với long tộc. Tốt nhất vẫn không cần trực tiếp dùng, hoặc là tặng người khác kiếm lời đại nhân tình, hoặc là chờ sau khi trở về phối hợp với dược thảo khác luyện chế thành đan dược thích hợp với ngươi. Đàn hoàng rất thận trọng mà nhắc nhở Khương Nghị. À, tạ ơn tiền bối. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp xong kim long sâm thu vào thanh đồng tiểu tháp, hài lòng đứng dậy. Giọng đàn hoàng lại vang lên. Ngươi làm gì? Đi, ngươi còn không đào nữa? Còn muốn đào cái gì? Ta đã nói rồi, nơi này thừa nhận trọng áp gấp trăm lần, địa tầng vô cùng cứng rắn, mà tràn ngập khí tức kim loại cường đại, không thể tùy tiện mọc ra hoa cỏ, phàm là xuất hiện đều không phải phàm phẩm. Đàn hoàng nhắc nhở một lần nữa, Khương Nghị lập tức tập trung vào dưới chân cỏ xanh. Đàn hoàng lại nói, thổ địa có thể dựng dục ra kim long sâm, cỏ xanh mọc ra cũng không phải bình thường. Khương Nghị tranh thủ thời gian khom người hái một nắm cỏ xanh. Quả nhiên phía dưới cỏ xanh nhìn như không đáng chú ý lại mọc đầy đậu vàng giống như tiểu tử. Đan hoàng nói, không sai, đây là kim đan thảo, là thuốc bổ tuyệt hảo để luyện chế cường thân, sinh ra trong điều kiện vô cùng hà khắc, hiệu quả cụ thể so với tình phách không kém là bao. Khương Nghị nhanh chóng móc tất cả kim thảo ra, trọn vẹn đào hơn 100 viên đậu vàng. Đan hoàng nói, nếu như hỗn độn tử phủ không giết ngươi, ngươi hẳn là đã kiếm lời. Khương Nghị thử ăn vào một viên đậu vàng. Đậu vàng sờ thì thấy mát, sau khi vào cơ thể lại nhanh chóng nóng hổi. Được đại diệu thiền kinh luyện hóa dần dần hòa tan, phóng xuất ra năng lượng màu vàng óng bành trướng, chủ động bám vào trên xương cốt. Thoải mái. Khương Nghị ngửa đầu hưởng thụ lấy cảm giác sảng khoái đặc biệt kia. Sắc trời dần tối, Khương Nghị mau chóng rời khỏi lồng sắt. Nơi này hẳn là còn có bảo bối khác. Khương Nghị tránh khỏi yêu nghĩ, đi đường vòng tìm kiếm dược viên khác hỗn độn tử phủ. Quả nhiên cẩn thận tìm 5 tiếng, Khương Nghị thật đúng là đã phát hiện một bụi cỏ khác. Kim đan thảo tươi tốt vây quanh một gốc cây nhỏ màu tím. Cây nhỏ tuy chỉ cao 30 cm lại vô cùng cứng cỏi. Bồ đào treo phía trên giống như là linh quả thịt xiên nướng. Khương Nghị vung lên tàn đao điên cuồng chém vào, mệt mỏi liền ăn mấy viên đậu vàng. Tiếng leng keng kịch liệt liên tiếp mang theo số lượng lớn nhiều nghĩ. Khương Nghị mới đầu còn có thể ứng phó, nhưng khi Khương Nghị chém đứt 5 cái côn sắt chuẩn bị bò vào, số lượng yêu nghĩ tụ tập bên ngoài tổng cộng đến mấy ngàn con, toàn bộ lóe ra tia sáng, chiếu sáng cả vùng núi này. Thiên tình nghĩ ư? Khương Nghị tập trung vào một con yêu nghĩ ở bên trong bầy kiến, đầu nó dài hơn 1 mét, toàn thân óng ánh bạch ngọc. Thân thể yêu nghĩ màu trắng vô cùng thon dài, toàn thân lóe ra ánh sáng bạch ngọc, chống cự trọng lực, trận vực áp chế. Nó hơi vảnh mặt lên, con mắt đen nhánh tiếp cận Khương Nghị. Số lượng lớn lưu kim nghĩ vờn ở xung quanh, hùng tợn khóa chặt Khương Nghị. Khương Nghị đứng thẳng người lên chỉ vào bên trong linh thảo. Của các ngươi. Thiền tình nghĩ phát ra tiếng rít gáo sắc nhọn, mười mấy con lưu kim nghĩ phóng tới thiết lao. Khương Nghị tranh thủ thời gian tránh khỏi,
mặc cho bọn chúng chà đạp lấy kim đan thảo, đào ra cây nhỏ màu tím ngụ ở đây. Thiền tình nghĩ không có thu thập khừa nghị, chúng mang theo cây nhỏ màu tím cùng bầy kiến rời khỏi nơi này, coi như trượng nghĩa. Khừa nghị chờ chúng nó đi xa, tranh thủ thời gian quay người nhào vào trong bụi cỏ, lấy ra mấy chục viên đậu vàng, sau đó nhanh chóng rời khỏi, tiếp tục di chuyển trong bóng đêm tìm kiếm dược viên khác. Từ đêm khuya đến sáng sớm lại đến giữa trưa, vậy mà phát hiện được một chỗ. Đồ tốt, đào đi. Đàn hoàng phát ra âm thanh kinh hô. Được rồi. Khương Nghị không khách khí chạy tới, thay phiên tàn đào cháy bổ phải chặt thành công dỡ bỏ nằm thành cồn sắt bỏ đi vào. Đây là cái gì? Khương Nghị ngạc nhiên nhìn cây nhỏ màu đen trong bụi, mặc dù thấp bé nhưng lại có cảm giác cứng cáp, phía trên còn có kết lấy một quả trái cây đỏ tươi, có thể làm cho đan hoàng kích động, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Nó là... Đan hoàng vừa muốn giải thích, một tiếng gào cuồng liệt đột nhiên khuấy động dãy núi. Sóng âm giống như thủy triều cuốn lên đá vụn đầy đất, gào thét lên đánh về phía Thiết Lao. Sắc mặt Khương Nghị hơi biến đổi, kéo căng thân thể cứng rắn, ngạnh kháng thanh triều, tay chân lanh lẹ lấy đi quả hồng còn có kim đan thảo đầy đất. Dừng tay, người dừng tay cho ta. Ngô Khuynh Thành giận dữ quát tháo, buông huyết tinh linh xuống. Khương Nghị nhanh chóng đào đi tất cả mọi thứ mới đi ra khỏi lồng sắt. Người là ai? Ngô Khuynh Thành nhìn bóng lưng tưởng rằng Khương Nghị, nhưng xoay người lại là một gương mặt xa lạ. Hắn chính là Khương Nghị thay đổi ngoại hình. Cờ Lăng Huyền đi đến phía trước nhìn Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Đây đúng là một kẻ ngu, lại dám ở trong bí cảnh hỗn độn tử phủ đào linh quả hỗn độn tử phủ bồi dưỡng. Một gốc linh quả nơi này đều là dưới hoàn cảnh đặc biệt dựng dục mấy trăm đến mấy ngàn năm, ngay cả tộc nhân tử phủ đều không thể nào tùy tiện đụng tới. Chỉ có ở trong tộc ai lập được đại công, hoặc có thể dưới tình huống đặc biệt mới có thể đến lấy một gốc. Vậy mà tên điên này không biết sống chết đi đào dược viên của người ta. Hỗn độn tử phủ không giết hắn đều có lỗi với tên hoàng tộc. Tiểu cô nương, chúng ta không oán không thù, cô muốn làm gì? Khương Nghị tiện tay đưa 5 viên đậu vàng vào trong miệng, chữa trị năng lượng cơ thể tiêu hao. Ta không biết ngươi có thể thông cảm, vậy mà ngươi không nhận ra ta, ngươi thật đúng là có chút vấn đề. Cờ Lăng Huyền đi đến phía trước, ngẩng đầu nhìn Khương Nghị đang cảnh giác. Trước khi gia hỏa này tiến đến, biết rõ mình đang ở nơi này, lại không có nghe qua tình huống về mình sao? Nhìn vẻ mặt của hắn sao lại cần ăn đòn như vậy? Khương Nghị nhìn Cờ Lăng Huyền lại nhìn Ngô Khuynh Thành cùng theo một lúc, lông mày khẽ nhúc nhích. Người cũng là tộc nhân tử phủ, bọn hắn lớn như vậy, sao cô nhỏ như thế, biến dị sao? Thể chất cường hãn từ thái kiều ngạo, còn có thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, đây chẳng lẽ truyền nhân huyết mạch tử phủ cao hơn? Ngô Khuynh Thành nhìn người này lại nhìn đến người kia. Đây là Khương Nghị, Khương Nghị lại còn không biết Cờ Lăng Huyền. Cờ Lăng Huyền rất im lặng. Ta thật sự không biết sư tôn coi trọng ngươi ở điểm nào. Chớ nói chuyện khác với ta, rốt cuộc ngươi là ai? Khương Nghị cảnh giác xung quanh chuẩn bị chạy trốn. Ta là sư tỷ của ngươi. Ha ha, ta là phụ thân ruột của cô. Ngươi cần ăn đòn rồi. Tiểu cô nương đừng tùy tiện, lần trước ta là chưa chuẩn bị xong. Khương Nghị nắm chặt nắm đấm giằng co với Cờ Lăng Huyền. Ngươi chờ một lát. Cờ Lăng Huyền nói với Ngô Khuynh Thành sau đó đột nhiên nhảy lên. Dưới trọng lực trận vực 130 lần này, tốc độ lại nhanh chóng, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Khương Nghị. Bắp chân căng cứng như kình lôi đánh về phía đầu Khương Nghị. Tiểu cô nương đừng trách xuống tay. Toàn thân Khương Nghị căng cứng, hai tay nhanh chóng giao nhau ngạnh kháng chân nhỏ, nhưng mắt thấy lại có 3 chân nhỏ vòng ở phía dưới, trong lúc bất chợt không thể tưởng tượng nổi liền thu về. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bay chuyển người lên, vững vàng đạp trên đầu Khương Nghị. Cút ngay. Toàn thân Khương Nghị phát lực, hai tay chụp vào Cờ Lăng Huyền. Nhưng không đợi hắn bắt lấy, tiểu nha đầu nhìn như mảnh mai nhẹ nhàng, lại giống như một ngọn núi lớn nặng nề đè ép đầu Khương Nghị vọt tới mặt đất. Tiểu nha đầu thuận thế phóng lên rơi xuống phía sau Khương Nghị. Đầu Khương Nghị đụng đất, sau một khắc hai tay bỗng nhiên phát lực, tiếp nhận trọng áp nặng nề gấp trăm lần, cưỡng ép đứng lên, đồng thời toàn thân kích thích liệt diễm. Nhưng tiểu nha đầu đã bắt lại mắt cá chân Khương Nghị, không nhìn đến kìm viêm dữ dằn, hung hăng đập Khương Nghị xuống đất. Nhưng Khương Nghị dãy dụa kịch liệt, kết quả vẫn không thể làm gì. Bành bành bành, tiểu nha đầu dữ dội nện Khương Nghị trước sau trái phải 38 lần. Ngô Khuynh Thành nhìn thấy thì âm thầm hít một hơi. Nữ hài này thật là đáng sợ, trách không được có thể bức Ngô Kình Thương dốc hết toàn lực ứng phó. Tới lần cuối chiến thắng trong hiểm hóc, Ngô Kình Thương tức giận liền trở về hỗn độn tử phủ khổ tu. Đủ rồi.
Khương Nghị thực sự nổi giận, ngay lần thứ 38 bị nện ở mặt đất, trong nháy mắt sóc nhiệt quét sạch toàn thân. Cơ bắp càng cứng, lực lượng bộc phát, hai tay hắn va chạm mặt đất, đá vụn loạn tung tóe, đại địa oanh minh. Cả người hắn sôi trào, liệt diễm bạo tạc các nơi trên thân thể, khống chế phương vị hùng hăng đánh tới Cơ Lăng Huyền. Cơ Lăng Huyền không nhúc nhích tí nào, chỉ đưa cái tay nhỏ lên chặn đường trọng quyền của Khương Nghị. Âm âm. Trọng quyền Khương Nghị bạo kích tới gần 200.000 cực cảnh, hung hăng nện trên tay nhỏ của Cơ Lăng Huyền. Lực lượng đủ để băng diệt núi đá to lớn lại bị cưỡng bức ngăn lại trên tay Cơ Lăng Huyền. Một vòng sáng hình bàn tay óng ánh lấp lóe, 200.000 cực cảnh cường hãn vậy mà trong nháy mắt đã bắn ngược. Toàn bộ cánh tay Khương Nghị mất đi trí giác, hắn lùi lại đến mấy chục mét bên ngoài, khó có thể tin được mà nhìn tiểu nữ hài ở trước mặt. Đùa sao, đó là quái vật gì? Ta ở chỗ này chờ đợi 213 ngày, người mới đến có 13 ngày cũng muốn đánh cùng ta, đầu người là đầu máu sao? Cơ Lăng Huyền hừ một tiếng, nhìn bộ dáng hung tợn này của Khương Nghị, lại là chủ của cái tên Hàn Ngạo, không bớt lo như thế. Khương Nghị nhìn chằm chằm tiểu nữ hài khẽ cho mày. Sư tỷ, tiểu cô nương, hơn 200 ngày. Khương Nghị thốt ra. À, cô là Cơ Lăng Huyền. Cơ Lăng Huyền xinh xắn đáng yêu thể hiện lại lạnh nhạt. Gọi ta sư tỷ. Còn người Khương Nghị có chút cò rụt lại, khó có thể tin được mà nhìn. Cô thực sự là Cơ Lăng Huyền sao? Không giống kẻ ngu như ngươi. Cô... Khương Nghị há hốc mồm. Vô hồi thánh địa đây đang nuôi một con quái vật. Gọi sư tỷ. Cơ Lăng Huyền trừng mắt nhìn Khương Nghị. Khương Nghị vẫn còn có chút không thể tưởng tượng. Không phải cô nói đó là nữ tử thẹn thùng phấn nộn, bấm vào giết xì ra một bao nước sao? Không phải thánh chủ nói cái gì là quốc sắc thiên hương để cho người ta sao động ư? Hắn là đang chạy đi tìm theo cái chỉ tiêu này, trước đó cũng không có nghe kỹ càng. Thế nhưng tiểu nha đầu này mấy tuổi? Phát dục sao? Nếu thật nói về ngoại hình đúng là rất xinh đẹp, làn da cũng trắng nõn giống như là muội muội nhà bên. Nhưng nhà đầu này quá bạo lực. Cô lớn bao nhiêu? Ta mặc kệ bao lớn đều là sư tỷ ngươi, bối phận coi trọng tới sau tới trước. Có phải trước kia cô ăn sai thuốc gì ảnh hưởng phát triển rồi không? Ngươi khẳng định là trên 16 tuổi. Ta là sư tỷ của ngươi, kêu la nữa ta sẽ đánh. Cô không phải là ăn vào thanh xuân quả rồi đó chứ? Ít nhất cũng phải chờ đến khi phát dục mới ăn. Cô nửa đời này không chín, tương lai làm sao mà lấy chồng? Đáy mắt Cơ Lăng Huyền lé lên ý lạnh. Khương Nghị tranh thủ thời gian lui lại hai bước. Tại lạc trùy trọng địa này, lực lượng mới là vương đạo, võ pháp thực sự khó dùng. Bọn người Ngu Khuynh Thành hai mặt nhìn nhau, không sai, hai người bọn họ thật sự là không biết nhau. Tên Khương Nghị này cũng thật là nhân tài, đến vô hồi thánh địa mà lại không hiểu rõ người mạnh nhất đại tân sinh, vào lạc trùy trọng địa vậy mà không chủ động tìm kiếm Cơ Lăng Huyền. Cơ Lăng Huyền nói với Ngu Khuynh Thành, người ta tìm được cho ngươi, ta đánh choán một trận, chuyện giữa hắn và Hỗn Độn Tử Phủ coi như xong. Ngô Khuynh Thành gật đầu, có thể đứng ngay ngắn chớ lộn xộn. Cơ Lăng Huyền đi đến trước mặt Khương Nghị rất uy thế nói, quá cao, cúi đầu xuống. Làm gì? Khương Nghị vẫn còn có chút chưa tiếp thu, người này lại là Cơ Lăng Huyền của Vô Hồi Thánh Địa. Cúi đầu? Rốt cuộc là làm gì? Cô đã giao dịch gì với Hỗn Độn Tử Phủ? Người là tự mình cúi đầu hay là để ta đánh gãy chân ngươi? Ngươi quỳ xuống cúi đầu. Ta nhịn, chúng ta rời khỏi lạc trùy trọng địa từ từ tính tổng nợ. Khương Nghị uất ức thấp cúi đầu. Cơ Lăng Huyền nâng tay lên đánh lên cái mặt Khương Nghị một cái. Tốt rồi. Ngô Khuynh Thành suýt nữa cắn đầu lưỡi của mình. Tốt, ngươi chơi ta sao? Cơ Lăng Huyền nói, có ý tứ là được, ta làm dáng một chút, ngươi tha thứ hắn, chuyện này coi như xong. Hắn da dày thịt béo, cho dù ngươi đánh hắn gần chết, ngày mai hắn vẫn có thể sinh xong hoạt hổ, không có nghĩa gì. Ta biết người không thể phối hợp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Biểu hiện của Ngô Khuynh Thành bỗng nhiên lạnh lẽo, hồng sư giấy thần liên tiếp phát ra 3 tiếng gào. Mỗi tiếng mỗi lúc một lớn hơn, sóng âm cuộn chấn động núi đá lay động, đá vụn vẩy ra. Nơi xa liên tiếp truyền đến tiếng la to rõ đáp lại hồng sư. Tốt thay cho sư tỷ của ta, rốt cục là cô điên cái gì lại mang theo Ngô Khuynh Thành đến chỗ ta đây? Đầu óc của cô có phải giống thân thể cô hay không? Tiêu chuẩn đều dừng lại thì 10 tuổi rồi. Khương Nghị đưa ánh mắt bén nhọn nhìn về phương xa. Ở giữa khắp nơi các dãy núi đang có số lượng lớn cường giả tử phủ, từ 4 phương 8 hướng xông lại, có khả năng từ 100 người trở lên. Những gia hỏa cuồng bạo này cũng không phải dễ trêu, 3 năm tên cũng có thể ứng phó, 10 mấy 20 người đều có thể liều.
Nhưng nếu trên 100 tên như vậy, hắn tính thêm cả Cơ Lăng Huyền cũng không thể nào. Cơ Lăng Huyền cảnh cáo Ngô Khuynh Thành: "Người đã nghĩ thông suốt, nếu thật là đánh nhau, náo ra mạng người, người cũng không bàn giao được với Hỗn Độn Tử Phủ. Nếu thật là chết tộc nhân Tử Phủ không tiện bàn giao, sợ rằng sẽ là ngươi. Cơ Lăng Huyền, ta không muốn cùng người giao thủ, chỉ cần người giao Khương Nghị cho ta, liền không có chuyện gì ở nơi này." Ngô Khuynh Thành ngưng tụ lại tử hồn đao cứng cỏi, cưỡi hùng sư giằng co với Cơ Lăng Huyền. Sáu vị tộc nhân ở hai bên biết rõ Cơ Lăng Huyền cường đại, cũng đều ngưng tụ ra tử hồn đao mạnh nhất sẵn sàng đối kháng. Cơ Lăng Huyền lắc đầu: "Ta không ở đây, các ngươi sẽ tùy tiện giày vò hắn, ta không thể không ở chỗ này." Cơ Lăng Huyền: "Người rất mạnh, nhưng trên 100 người vây công, người gánh không được. Không muốn hai người các ngươi đều bị trí trụ, liền theo lời ta nói mà làm." "Ta nói là không được." Cơ Lăng Huyền cản trước mặt Khương Nghị, dáng người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn nhưng thái độ lại vô cùng cường ngạnh. "Không biết tốt xấu, đừng trách chúng ta không có khách khí." Đáy mắt Ngô Khuynh Thành lấp lóe ý lạnh. Chỉ cần vây khốn Cơ Lăng Huyền, phân ra 20-30 người lại có thể đem Khương Nghị đặt tại nơi này. Cơ Lăng Huyền quay đầu nhắc nhở Khương Nghị: "Chờ một lát thì theo sát sư tỷ." Khương Nghị chau mày: "Cô thật muốn liều mạng?" "Lúc người bốn chỗ tìm đường chết, không nghĩ tới sẽ ngu màn này à?" "Ta không nghĩ tới là cô sẽ mang người theo." "Làm rõ ràng, sư tỷ ta là đang giúp ngươi xử lý vấn đề." Cơ Lăng Huyền không sợ Ngô Khuynh Thành gây sự: "Cô đây gọi là đang xen vào việc của người khác, người lặp lại lần nữa." Mắt Cơ Lăng Huyền hiện lên tia sắt lạnh, bắt tay Khương Nghị: "Người còn dám tranh cãi với ta, rời khỏi Lạc Trùy trọng địa, ta nhất định thu thập ngươi." Khương Nghị không thể không thừa nhận lực lượng tiểu nhà đầu này quá kinh khủng. "Không có tôn ti, Tôn đại gia, cô bộ dáng tiểu bất điếm cô đây giống với sư tỷ chỗ nào?" "Tỷ tỷ ta 16. "Cô dù là 6-16 cũng không giống như là sư tỷ của ta." "Khốn kiếp, muốn ăn đòn." Cơ Lăng Huyền bỗng nhiên phát lực quăng Khương Nghị lên, nhưng lần này không phải đánh tới hướng mặt đất mà là điên cuồng vòng vo 3 vòng tại chỗ. Tốc độ nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh, đột nhiên buông tay quăng tới phía Ngô Khuynh Thành. Mặc dù trọng lực hơn 120.000 lần tràn ngập đất trời bao phủ Khương Nghị, nhưng Khương Nghị vẫn bị lực lượng mạnh mẽ vùng ra hơn 50 mét. "Ngô Khuynh Thành, không phải cô muốn ta sao? Ta đến rồi đây." Toàn thân Khương Nghị căng cứng, trong chốc lát đã rơi xuống đất, huyết khí sôi trào bộc phát ra lực lượng toàn thân, nghiêng người phóng tới Ngô Khuynh Thành cách đó 20 mét. "Hai người các ngươi dám đùa ta?" Sắc mặt Ngô Khuynh Thành hơi biến đổi nhưng không có hỗn loạn. Một tiếng quát lớn thúc giục hùng sư lao tới Khương Nghị. Hùng sư gầm thét, móng vuốt chợt vỗ trên mặt đất, từ khí sôi trào xông về Khương Nghị. Phía sau lưng Khương Nghị, cốt rực đâm ra khỏi da thịt cuốn lên liệt diễm, điên cuồng chợt vỗ. Mặc dù năng lực áp chế hai cánh nhưng vẫn thành công nhấc lên cỗ kình khí. Mặt thấy đã va chạm thân thể hùng sư, bỗng nhiên Khương Nghị phóng lên cao 3 mét tránh khỏi hướng hùng sư trùng kích. Hắn nắm chặt tàn đao sôi trào huyết khí, ngang nhiên bổ về phía Ngô Khuynh Thành. Trong chốc lát bộc phát phối hợp với tàn đào bá thế, lực lượng vững vàng vượt qua 200.000 cực cảnh. Ngô Khuynh Thành vung tử hồn đào lên, kích phát toàn lực ngang nhiên nghênh chiến. Keng, tử hồn đào vỡ nát, tử khí cùng kim quang mãnh liệt nổ tung. Ngô Khuynh Thành kêu thảm bay ra ngoài. Khương Nghị cưỡng ép chống đỡ tàn đào nhưng thân thể đã bình ổn rơi vào trên lưng hùng sư. Ngay sau đó cuồng dã bay lên không. Đào thứ hai bộc phát, đào khí cuồn cuộn, lực lượng tăng vọt. Ngô Khuynh Thành quá sợ hãi, nàng điên cuồng thúc giục tử khí, liên tiếp ngưng tụ 3 tấm chắn tử khí ở trước mặt. Cũng trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra áo giáp. Ầm ầm. Tử khí thuẫn liên tiếp vỡ nát, đào khí hung hăng bổ vào trên người nàng, áo giáp vỡ nát, huyết thủy vẩy ra. Một vết đào dữ tợn xuất hiện ở nơi ngực, có thể thấy cả trái tim đang nhảy lên. Cơ thể Ngô Khuynh Thành phun máu phè phè, cách mặt đất bay ngược mười mấy mét. Ngăn hắn lại. Sáu người còn lại sắc mặt đại biến, bọn hắn ngưng tụ áo giáp tử khí mang theo tự hồn đao, điên cuồng lao đến chỗ Khương Nghị. Hồng sư màu tím cũng ngẩng đầu lên trời gầm thét thật dài. Một vòng xoáy màu tím từ bên trong miệng sư ngưng tụ ra, năng lượng khuấy động làm cho người khác phải hồi hộp. Tiểu nhà đầu, giải quyết con sư tử kia. Khương Nghị giữ tợn mang theo tàn đao ngang nhiên bổ về hai tên tộc nhân tử phủ ngăn ở phía trước. Đồng thời cuồn cuộn hắc khí mở cửa thiết lao. Xiềng xích tráng kiện nhanh chóng xông về bốn người đang phóng tới hai bên. Đây là võ pháp gì? Bốn người kia quá mức sợ hãi, hốt hoảng tránh né về bên cạnh. Nhưng vẫn có ba người bị quấn quanh kéo lên.
Khương Nghị nâng đao phóng tới hai người phía trước. Oanh! Đao khí cuồn cuộn bá thế kinh người. Tử hồn đao mà hai tên tộc nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo bỗng chốc vỡ nát. Lực bộc phát cường hãn hất bay toàn bộ bọn hắn ra ngoài. Khương Nghị nâng đao bay lên không, hỏa dực chấn kích về phía trước. 300 sợi hỏa vũ màu vàng được phóng thích mà ra. Mặc dù hỏa vũ bị áp chế thảm liệt nhưng trùng kích với khoảng cách gần vẫn trúng toàn bộ mục tiêu. Hỏa vũ như tên liệt diễm bạo động. Hai tộc nhân tử phủ vừa mới rơi xuống đất lại bị vô tình đánh bay. Rống. Hùng sư màu tím cao đầu nhắm ngay Khương Nghị, năng lượng phun trào trong vòng xoáy phóng thích trong nháy mắt. Mặc kệ trọng lực trận vực áp chế vẫn tinh chuẩn đánh về phía Khương Nghị. Năng lượng lao nhanh giống như ngàn vạn lôi đình ngưng tụ khủng bố đến kinh người. Ầm ầm. Cơ Lăng Huyền đột nhiên xuất hiện ngăn ở nửa đường, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng chùm sáng hủy diệt. Thành âm đình tài nhức óc, khí tức hủy diệt tràn ngập. Vang như thế. Khương Nghị kinh hồn quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Cơ Lăng Huyền bị năng lượng hủy diệt đánh nổ thân thể rách rưới. Khương Nghị biến sắc, đang sợ hãi muốn kêu lên, đầy ngạc nhiên lại phát hiện thân thể rách rưới của Cơ Lăng Huyền cũng không hề theo bạo tạc trùng kích bay ra ngoài. Tất cả mảnh vỡ tàn trì liên tiếp dính chất lỏng sền sệt, sau khi phân tách ra mấy chục mét lại bị nắm lấy kéo gom lại cùng một chỗ. Một Cơ Lăng Huyền hoàn toàn mới lần nữa đứng ở nơi đó mà không biểu tình, da thịt trắng nõn, ánh sáng kim loại di chuyển khắp toàn thân. Đó là bất diệt kim thân, tiểu tử, ngươi đúng thật là không biết gì về ta sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên bên cạnh Khương Nghị, để lại tàn ảnh phóng tới tộc nhân tử phủ bị xiềng xích khống chế kia. Chặn đường người kia không phải chân thân mà là phân thân kim loại. Đây không phải võ pháp mà là thời điểm linh văn thức tỉnh nương theo bí thuật cùng loại với truyền thừa. Nàng có được ba khí hải hoàn toàn là độc lập. Năng lượng trong khí hải cũng đều không phải tồn tại ở thể lỏng giống như hải dương, mà là thể rắn hình người giống Cơ Lăng Huyền như đúc. Bọn chúng đã có thể cung cấp cho Cơ Lăng Huyền năng lượng cần thiết, còn có thể hòa tan vào thân thể bám vào hài cốt, tràn ngập cơ bắp, tăng cường lực bộc phát, thậm chí có thể biến thành phần thân cùng nhau đi ra chiến đấu. Đây chính là chỗ đáng sợ của Cơ Lăng Huyền, đại thừa thánh phẩm vô hồi thánh chủ dốc sức bồi dưỡng. Bất diệp kim thân là cái gì? Khương Nghị sững sờ nhưng lại giống như đã hiểu ra gì đó. Chẳng lẽ cùng loại với con rối kim loại sao? Tiểu nha đầu này quả nhiên không hề đơn giản. Khương Nghị lập tức ngừng tụ lực chú ý, kéo lấy ba tên gia hỏa đang giãy giụa nhốt vào thanh đồng tiểu tháp, đồng thời đánh ra hai sợi xiềng xích khác cuốn lấy hai người bị hắn đánh trọng thương kia. Cho người thêm một cái. Cơ Lăng Huyền đảo mắt bắt lấy người thứ sáu quang về phía Khương Nghị. Chỉ mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, sáu vị tộc nhân tử phủ toàn bộ đã bị bắt. Nhưng không chờ bọn hắn kịp hít thở, hơn 10 tộc nhân tử phủ từ bốn phương tám hướng vây quanh. Phía sau còn có càng nhiều người đang nhanh chóng phóng tới nơi này. Ngô Khuynh Thành máu me khắp người, cưỡi hùng sư nghênh đón. Người thế nào? Các tộc nhân tử phủ nhìn thấy bộ dáng Ngô Khuynh Thành máu me khắp người, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại có người dám ở Lạc Trùy trọng địa trọng thương truyền nhân trực hệ, đây là chán sống rồi sao? Bắt bọn hắn lại cho ta, lập tức, lập tức. Ngô Khuynh Thành miệng đầy máu tươi, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Cơ Lăng Huyền. Rất nhiều người hơi biến sắc, sao lại có Cơ Lăng Huyền ở đây? Nhà đầu ở trong cấm khu hơn 100 ngày này so với linh nguyên cảnh đỉnh phong còn đáng sợ hơn. Bắt cho ta, điếc hết rồi sao? Ngô Khuynh Thành tức giận quát tộc nhân ở hai bên cùng tiến lên. Các tộc nhân tử phủ, mặc dù vẫn không rõ cụ thể tình huống, nhưng nhìn bộ dáng Ngô Khuynh Thành thê thảm thế này, toàn bộ đều tức giận ngưng tụ tử hồn đao lao đến Khương Nghị cùng Cơ Lăng Huyền. Đuổi theo ta, chỉ cần ở bên cạnh ta, ta cam đoan ngươi sẽ hoàn chỉnh giết ra ngoài. Cơ Lăng Huyền cũng nghiêm túc điều bất diệt kim thần đến bên cạnh Khương Nghị, lại phóng xuất ra bất diệt kim thần thứ hai, cũng bảo vệ được Khương Nghị. Sau đó nàng ta đưa nắm đấm lao đến chỗ tộc nhân của tử phủ. Bất diệt kim thần hung tàn, không có võ pháp hòa lệ, không có năng lượng mãnh liệt. Tất cả đều là điên cuồng dã man chém giết gần người. Kim thần đánh tất cả tộc nhân tử phủ kêu rên liên hồi, tràng diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Hai người nhanh chóng giết ra vòng vây. Nhưng Cơ Lăng Huyền, đừng phách lối quá sớm. Một tộc nhân tử phủ hùng tráng cường thế giết tới, đột ngột nhảy lên gần 8 mét, nắm đấm giống như cối xay đánh tới Cơ Lăng Huyền. Kim mân lan tràn từ khí cuồn cuộn, khuấy động cường khí bá đạo. Cơ Lăng Huyền khẽ nhíu mày, nàng phóng lên nắm đấm lấp lóe cường quang, tràn ngập ra khí thế nặng nề như núi, cường thế đối kích. Keng!
giống như là hai ngọn núi thép va chạm vào nhau. Sóng âm chói tai nương theo năng lượng bắn nổ quét sạch hai bên. Cửa làng huyền lại bị hất bay ra ngoài. Vị tộc nhân tử phủ kia cũng không dễ chịu, cánh tay phải như bị điện giật, đập liên hồi trên mặt đất. Cờ làng huyền quả nhiên danh bất hư truyền. Tại lạc trùy trọng địa này cũng đừng oán trách linh nguyên cảnh đỉnh phong ta đây khi dễ người. Ta muốn lấy cờ làng huyền, những người khác giải quyết bất diệt kim thân. Nam tử rống to, bắp thịt toàn thân kịch liệt nhúc nhích. Áo giáp tử khí bảo vệ cơ thể nắm đấm lại liên tục kéo về phía cờ làng huyền. Hơn 20 người cảnh giới thất trọng thiền, bát trọng thiền liên tiếp nhào về bất diệt kim thân. Linh nguyên đỉnh phong đều đã đến rồi Khương Nghị, kiên trì 3 phút, sư tỷ ta kết thúc rất nhanh. Cơ Lăng Huyền tăng vọt tốc độ giống như là thiểm điện thẳng đến chỗ tộc nhân linh nguyên cảnh đỉnh phong. Theo số lượng lớn cao dài linh nguyên cảnh gia nhập, chiến trường nhanh chóng lâm vào hỗn loạn. Tộc nhân tử phủ điên cuồng ác chiến chấn động dãy núi cũng hấp dẫn rất nhiều người ở bách bội cấm khu. Bất diệt kim thần rất nhanh liền bị cách ly ra ngoài, rời xa khỏi Khương Nghị. Không cần lo chết hay sống, giết cho ta. Ngô Khuynh Thành sợ tộc nhân bó tay bó chân, trực tiếp thả ra ngoan thoại. Tiểu tử thối, nơi này không phải là nơi để cho ngươi tùy tiện. Một tộc nhân tử phủ hùng hãn, hai tay cầm đao liên tiếp phách chạm, lực bộc phát siêu cường đánh bay Khương Nghị. 28 vị tộc nhân ở bốn phía cùng kêu lên hò hét, tử khí cuồn cuộn, đao mang tăng vọt đều chém về phía bầu trời. Khương Nghị không hề bối rối, đôi mắt lấp lóe tình mang, toàn thân cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng óng, ngưng tụ thái dương chiến y ngạnh kháng hồn đao. Thương thương thương, 20 mấy tiếng kim loại va chạm chói tai cơ hồ vang lên cùng lúc. Thái dương chiến y chống đỡ 18 đao, 10 đao còn lại tàn nhẫn bổ ra chiến y chạm ở trên thân cứng cỏi của Khương Nghị. Máu tươi vẩy ra, vết thương chồng chất. Cờ Lăng Huyền, không cần phải để ý đến ta, ta gánh vác được. Khương Nghị bay lên lại rơi xuống không để ý đau đớn, hắn nhanh chóng đưa vào trong miệng mấy hạt đậu vàng, bổ sung tiêu hao, thuận thế bổ nhào về phía trước. Chấn kích cốt dực, triển khai hai cánh màu vàng hoa lệ, gào thét ngạnh kháng hài đào tới ở phía trước. Đồng thời tàn đào vung chém về phía trước, đào khí cuồn cuộn bá đạo. Keng, phốc phốc. Cốt dực cứng cỏi thành công chống đỡ từ hồn đào. Đào khí tàn đào quét ngang ở hai bên, chặt đứt chân của hai người phía trước. A, hai người mới ngã xuống đất. Ôm chân đau khổ quay cuồng. Một màn tàn nhẫn chấn trụ những tộc nhân tử phủ khác đang muốn nhào tới. Khương Nghị một khắc này không ngừng lao đến những tộc nhân hung hãn phía trước. Tiểu tử vẫn còn kháng cự được sao? Cảnh giới tộc nhân này đã đạt tới bát trọng thiền, cuồng dã gánh đỡ trọng lực áp chế, hai tay liên tục vùng chém, đánh ra đào khí. Ta không chỉ có thể kháng còn có thể đánh. Khương Nghị lao tới, hai cánh chấn động gấp gáp, mang theo hỏa diễm cuồng liệt chụp về phía nam nhân. Liệt diễm cuồng liệt như thủy triều lại chiếu sáng chói mắt. Tộc nhân vô ý thức nheo mắt lại, toàn thân chấn khởi từ khí. Xua tan liệt diễm, đao thế lại không giảm, tiếp tục chém tới phía trước. Thời điểm Khương Nghị phóng thích liệt diễm, hắn nhanh chóng bay cao lên 5 mét, lật ngược người lại, tế ra cử hoàng luyện thiên đỉnh chụp xuống dưới. Nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cử hoàng luyện thiên đỉnh ép đến bên trong. Hỗn đản, thả ta ra ngoài. Nam tử điên cuồng phóng thích tử khí kịch liệt, linh động hồ, lay động đỉnh lô. Nhưng trong đỉnh lô rất nhanh đã sôi trào lên liệt diễm, liền miền bất tuyệt đụng chạm lấy hắn, đốt cháy cả hắn. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết rất nhanh đã vang vọng trong đỉnh lô. Các tộc nhân tử phủ sắc mặt đại biến, rống giận mà nhào tới. Đến đây, bò đến đây cho ta. Khương Nghị đứng trên đỉnh lô cao hơn 50 mét không ngừng liên tục phóng thích ra kim viêm thánh hỏa. Liệt diễm cuồn cuộn, kim quang lấp lóe giống như thác nước lao nhanh, dung nhập đỉnh lô, áp chế tộc nhân tử phủ điên cuồng bạo tẩu ở bên trong. Cùng tiến lên. Tộc nhân tử phủ tức giận phóng tới đỉnh lô, nhưng trong liệt diễm lao nhanh liên tiếp bạo tạc này, dày đặc hỏa tinh oanh tạc. Hỏa tinh mặc dù đẹp đẽ nhưng lại mang theo uy lực cường hãn, lít nhà lít nhít bạo tạc, nổi lên khí lãng mãnh liệt. Mà nhiệt độ liệt diễm này vượt qua dung nham, nham thạch bay lên rất nhanh đã bị hòa tan thành nước. Đánh cho ta, đánh nát đỉnh lô cho ta. Các tộc nhân tử phủ nhanh chóng tránh lui, cương tụ mình bồng tử khí hóa thành trọng chùy, cây giáo trường kiếm các loại gánh vác trọng lực đáng sợ đánh về phía đỉnh lô. Năng lượng võ pháp đều không thể vượt qua cao 30 mét, mặc dù đã chấn động đến đỉnh lô lay động kịch liệt nhưng không có để lại bất kỳ vết thương nào. Tiếp tục đánh đi. Khương Nghị kích thích bọn hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Lăng Huyền ở chiến trường nơi xa. Nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh hùng tráng toàn thân trắng như tuyết từ phía sau hắn tiến lên.
Thô Lỗ xốc lên tộc nhân tử phủ, đạp tan mặt đất vọt thẳng lên cao, hung hăng đụng phải Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Ầm ầm. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh rung rẩy mãnh liệt cách mặt đất vài centimet, ầm vàng ngã xuống. Tộc nhân cường hãn sắp bị thiêu chết ở bên trong nắm lấy cơ hội lộn nhào vọt ra. Phi Thiên Bạch Viên. Sắc mặt Khương Nghị hơi biến, trước tiên liền lấy Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh đi. Đánh. Hơn 20 tộc nhân đã ngưng tụ võ pháp hung hăng đập tới phía Khương Nghị, trọng chùy kéo lấy từ khí. Trường kiếm bôn tập, từ khí xoay tròn như gió lốc. Tử sơn cuồn cuộn mang theo khí thế nặng nề. Hơn 20 loại võ pháp toàn bộ chào hỏi Khương Nghị. Khương Nghị muốn thoát khỏi đã không kịp. Hắn dùng toàn lực vững chắc Thái Dương Tiến Y, đồng thời điều động liệt diễm ngưng tụ thành hoa sen vàng, nhanh chóng nở rộ lấy bạo tạc ngạnh kháng võ pháp tử khí. Ầm ầm. Kim liên nổ tung, số lượng lớn võ pháp tử khí đã vỡ nát, nhưng vẫn có rất nhiều loại khác đánh tới phía hắn, nương theo là bạo tạc kịch liệt, hóa thành cường khí mãnh liệt như cơn gió lốc cuốn lấy Khương Nghị. Rống. Bạch Viên không đợi chiều dâng tản ra liền phóng tới, gắt gao nắm chặt trọng quyền đập vào trên thân Khương Nghị. Khương Nghị như bị sét đánh, hài cốt toàn thân đều bò đầy vết nứt, một ngụm máu tươi lập tức bị phun ra xuống núi đá trước mặt. Khương Nghị, ngươi chạy chỗ nào? Nếm thử thái âm ác thủy ta chuẩn bị cho ngươi. Chiến Phật dung hợp lực lượng thánh Phật cảnh giới đã bước tới lục trọng thiên, thái âm ác thủy nhuộm đầy bảo luân đánh tới phía Khương Nghị. Khương Nghị hồn mê ý thức, cốt giật đứt gãy, căn bản là tránh không khỏi. Xa xa Cơ Lăng Huyền giật mình nhận ra nguy hiểm nơi này, muốn dập tắt lửa nhưng đã tới không kịp. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh màu đen từ phương vị khác giết ra, đạp tan mặt đất, phóng thẳng lên cao, đánh tới Chiến Phật. Chiến Phật vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật bay ra ngoài. Toàn thân thân ảnh kia vờn quanh khương khí màu đen, xoay chuyển người bay lên lao thẳng tới chỗ Chiến Phật. Hàn Ngạo. Khương Nghị ngạc nhiên nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện. Ta ảo giác sao, hắn làm sao ở đây? Hàn Ngạo hai mắt súng huyết, gương mặt dữ tợn, toàn bộ hai tay hai chân đều hóa thú, còn vung lấy đuôi rồng thật dài giống như một con bạo long hình người. Hàn Ngạo, người cũng chán sống. Chiến Phật hét lên giận dữ, mang theo bản luân lao đến chỗ Hàn Ngạo. Thật vất vả mới có được cơ hội tốt lại bị hỗn đản này làm hỏng. Rống. Hàn Ngạo phát ra tiếng long ngầm mát lạnh, lần giáp toàn thân đều đang phát sáng, mênh mông lực lượng sôi trào khắp cơ thể, vuốt rồng bạo kích như mưa to gió lớn. Thực lực Chiến Phật tùy mạnh nhưng chủ yếu vẫn là thắng ở linh văn, thắng ở võ pháp, trên thể chất lại kém xa Hàn Ngạo. Dưới áp lực trọng lực trận vực hơn 100 lần, hành động đều bị hạn chế nghiêm trọng. Ầm ầm. Phật ấn nở rộ trên trán, cường quang màu tím ngưng tụ thành tấm chắn Phật ấn, ngạnh kháng vuốt rồng của Hàn Ngạo. Bảo luân trong tay thừa cơ đảo vòng công kích, mang theo cường khí đánh văng toàn bộ thái âm ác thủy ra ngoài. Rống. Toàn thân Hàn Ngạo nổi lên cường khí mãnh liệt. Không đợi ác thủy đến gần đã bị hất ra, hắn không quan tâm mà điên cuồng bạo tẩu, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, mấy chục hiệp ép Chiến Phật liên tiếp lùi về sau. Cùng lúc đó, Khương Nghị lại liều mạng phóng thích liệt diễm cuồn cuộn về bốn phương tám hướng. Mặc dù liệt diễm bị trọng lực áp chế nhưng nhiệt độ kinh khủng vẫn có thể bức lùi tộc nhân tử phủ. Huyết khí sôi trào, hồn khí cuồn cuộn, linh nguyên phát uy. Khương Nghị kích phát ra tiềm lực, một đạo khai thiên thức ngang nhiên bổ về phía Bạch Viên ở trước mặt. Bạch Viên gầm thét, toàn thân dâng lên kịch liệt khí lãng ngưng tụ thành chuồng lớn hùng hồn. Ầm ầm. Bạo thế đào kích ngạnh kháng chuồng lớn nổ lên tiếng vang đinh tai nhức óc, truyền ra hơn 10 vạn dặm hoang dã, chấn động đến số lượng lớn tộc nhân tử phủ đầu váng mắt hoa. Chuồng lớn vỡ nát, toàn thân Bạch Viên run rẩy tung bay mười mấy mét, nhưng cũng không có đả thương được bao nhiêu. Sau khi bình ổn, nó lại nhìn Khương Nghị phát ra tiếng gầm thét cuồng dã. Nhưng sau khi Khương Nghị đánh tan Bạch Viên, hắn quả quyết quay người lao thẳng đến chỗ Chiến Phật bị Hàn Ngạo bước ra ngoài trăm bước, đồng thời đưa đậu nành vàng vào trong miệng. Bành. Hàn Ngạo cuồng dã bạo kích rốt cục đã đánh tan chiêu thức Phật ấn của Chiến Phật, vuốt rồng tráng kiện mang theo lực bộc phát 100.000 cực cảnh, xé rách Phật ấn chiến y của Chiến Phật bổ vào trên ngực, máu tươi vẩy ra lộ cả bạch cốt. Chiến Phật kêu thảm lùi lại, thân thể cũng vì bị trọng áp gấp trăm lần mà gần như sụp đổ. Khương Nghị xông tới, xiềng xích bạo kích cưỡng ép quấn quanh. Người đến lạc trùy trọng địa chính là một sai lầm, vẫn nên ngoan ngoãn đợi ở bên trong đi. Khương Nghị vứt cho Hàn Ngạo đang tiến vào trạng thái bùng nổ một nắm đậu vàng, quay người giết tới Thánh Phật. Sau khi Hàn Ngạo ăn vào đậu vàng, huyết khí toàn thân nhanh chóng nóng hổi, lực lượng tiêu hao đều khôi phục trở lại đỉnh phong. Hai mắt hắn tinh hồng, cuồng tính đại tác,
đuổi theo Khương Nghị bạo tẩu về phía trước. Hắc khí cuồn cuộn toàn thân hóa thành hình dáng rực long, hắc ám khí thế ép người, cản bọn họ lại. Ngô Khuynh Thành ở phía xa quát lên đầy chói tai. Hơn 20 tộc nhân tử phủ bởi vì liên tiếp dùng sức nên đã nhanh đến cực hạn. Bọn hắn hít sâu một hơi nhịn xuống đau đớn và suy yếu, gánh vác trọng áp gấp trăm lần chặn đánh Khương Nghị và Hàn Ngạo. Bành bành bành, Khương Nghị Hàn Ngạo đồng thời chấn động hai cánh, kiên quyết ngòi lên 5-6 mét tránh khỏi vòng vây. Lúc rơi xuống đất trong chốc lát lại lần nữa bạo tạc nhào về phía Phi Thiên Bạch Viên. Thánh Phật ngồi trên người Bạch Viên, hai tay phóng thích ra mênh mông ánh sáng bao phủ Bạch Viên. Bạch Viên giống như được phủ thêm Phật y bảo vệ, không cố kỵ gì mà nghênh chiến Khương Nghị cùng Hàn Ngạo. Hai tay điên cuồng tấn công, khí lãng sôi trào, chém giết kịch liệt để các tộc nhân tử phủ tới phản công đều không xen tay vào được. Khương Nghị và Hàn Ngạo liên tục ăn đậu vàng, tiếp tục kích ra tiềm lực cho huyết khí khỏe mạnh. Tổ hợp thế công liên miên bất tuyệt, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Bạch Viên thì được Thánh Phật bảo vệ, chống đỡ tiêu hao một số lực lượng tùy ý, huy hào năng lượng của cơ thể. Các tộc nhân tử phủ vây bắt Cơ Long Huyền nơi xa đều đã không chịu nổi, nhưng chiến đấu nơi này vẫn còn đánh rất thảm liệt. Sau 100 hiệp, Khương Nghị nắm lấy cơ hội vung ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, điên cuồng lao về phía trước, giống như một tòa núi sắt hùng hăng đập vào trên thân Bạch Viên. Hết hồi thứ 81.